Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng đã ban hành hai quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền là 40 triệu đồng đối với hai chủ cơ sở karaoke vi phạm các quy định phòng chống dịch COVID-19, đồng thời cũng ban hành quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh của hai cơ sở này. Đó là hai cơ sở karaoke Victory và karaoke Điểm Hẹn có cùng địa chỉ số 17A, Nguyễn Trãi, phường 10, thành phố Đà Lạt. Trước đó, từ nguồn tin báo của nhân dân, qua nhiều ngày theo dõi mật phục, rạng sáng ngày 5 tháng 6 vừa qua, lực lượng liên ngành của thành phố Đà Lạt đã bất ngờ kiểm tra hành chính, bắt quả tang hai cơ sở kinh doanh trên vẫn mở cửa để phục vụ hàng chục người hát. Khi cơ quan chức năng kiểm tra, hai cơ sở trên đã tắt đèn biển hiệu, kéo khóa cửa cuốn, quản lý không hợp tác. Sau gần 3 giờ thuyết phục thì chủ các cơ sở này mới mở cửa cho lực lượng chức năng. Vào kiểm tra và ghi nhận thì có tới 42 người đang hát karaoke bên trong hai cơ sở này.